quý khán giả, nếu như trong chương trình kỳ trước quý khán giả cảm nhận được lòng hiếu thảo của cô bé Trần Thị Quyên dành cho cha mẹ của mình, cũng như là chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc của em khi có cha mẹ ở bên cạnh, thì trong chương trình kỳ này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ em Lê Tấn Duy, học sinh lớp 12 TN5, trường Trung học phổ thông Long Mỹ, thị xã Long Mỹ. Cũng là một bức thư viết về nội dung lòng hiếu thảo, nhưng trong bức thư của Duy ẩn chứa một niềm khát vọng về mái ấm gia đình. Mái ấm gia đình của em đang gặp rào cản về khoảng cách địa lý và những yếu tố của cuộc sống. Và để hiểu rõ hơn thì ngay bây giờ mời các bạn cùng chúng tôi gặp gỡ tác giả của bài viết này. Cậu học trò Lê Tấn Duy có gương mặt rất sáng. Em vừa hoàn thành xong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn địa lý năm 2016. Kết quả chưa biết thế nào, nhưng nhìn em chú tâm học tập, chúng tôi cảm nhận được niềm vui được đến trường trong em. Nhưng đôi lúc bất chợt trong đôi mắt lại ánh lên nét buồn. Ba ơi, mẹ ơi, tiếng gọi của con trẻ ngày đêm thổn thức. Tiếng gọi ấy còn vang mãi, mặc dù đã 10 năm trôi qua, kể từ ngày con về sống chung với ông bà ngoại. Sự thiếu vắng tình cảm phụ mẫu thâm tình càng làm cho lòng con đau nhói. Nhưng lòng càng đau bao nhiêu thì con lại cảm thương ba mẹ bấy nhiêu. Vì con biết nơi phương xa ấy, ba mẹ phải lam lũ làm thuê làm mướn để lo cho con được đến trường. Làm cha mẹ ít ai đành lòng xa con. Nhưng lên năm 8 tuổi, mẹ của Duy bị suy thận rất nặng, không chu toàn thời gian để chăm sóc cho con, nên gửi em về ở cùng ông bà ngoại. Vừa chập chững biết cảm nhận mùi vị yêu thương, Duy bỗng rơi vào tâm lý hoảng hốt, sợ sệt khi phải xa cha mẹ và thay đổi nếp sống. Duy lớn lên trong vòng tay che chở của ông bà và lớn cùng những khát khao gia đình sớm sum họp. Tâm hồn từ đó cũng không hồn nhiên như bạn bè đồng trang lứa. Hàng ngày ba mẹ phải phơi lưng giữa cái nắng gay gắt hay những cơn mưa lạnh giá để làm cỏ, đào đất, lên luống, nhận thùng. Công việc ấy quá vất vả, đầu tắt, mặt tối, nhưng ba mẹ chưa hề than vãn một lời. Tay trắng xây dựng hạnh phúc trên mảnh đất lắm nắng nhiều phèn ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Vợ chồng anh Lê Văn Út làm thuê kiếm sống. Công việc làm thuê quẩn quanh với đồng khóm, hết gieo mầm, chích cỏ đến tỉa cây hư. 10 năm lặng lẽ trôi đi, mầm bệnh dần biến mất, nhưng tâm bệnh vẫn âm ỉ trong lòng người cha, người mẹ này vì không được gần con. Anh chị đi làm một ngày được bao nhiêu tiền? Ngày được 100, 120. Rồi mình cũng gắng nhín nhúc để lo cho con cái nó đi học chị. Chứ bây giờ bằng mướn thì cũng khó người mướn đó. Rồi mình cũng gắng là tiện tặng để lo cho con. Chứ mặn bây giờ bấp bênh lắm chị ơi. Hôm nay người mướn 5-7 bữa, khi 10 bữa người ta mới có mướn mình ngày ăn buổi nữa. Gửi con cho ông bà ngoại rồi bao lâu thì anh chị mới về thăm một lần? Nếu một năm thì bây giờ không có đếm đâu mình biết. Tháng, 2 tháng gì đó mình làm được vài trăm ngàn đó mình đi về mình gửi cho con, cho ngoại á. Để dành cho nó đi học. Lo cũng như mình sợ nó đi tập tụ bè bạn á, nó không lo học. Em dặn nó hoài, em có qua em nói con ơi gắng đi học đi, cha mẹ nghèo khổ rồi lo cho con á. Thì con gắng học, mai năm mốt con lên người như người ta, như cha mẹ đi mặn mướn nè. Tối ngày hoài vậy đó, nó gắng lo, mình cũng mừng. Nó đi ra gặp cô bác, ta nói, con mày là ngoan, giỏi rồi vậy đó. Mình cũng hãnh diện chị, mặn mướn cũng nói chung là con mà được chị là mặn mướn không biết mệt. Tuổi thì tuổi, mà thương thì thương, không gần con. Trong lòng xót xa trăm mối, nhưng vợ chồng anh Út vẫn làm tròn trách nhiệm của người cha, người mẹ. Lo cho con ăn học đến nơi đến chốn,
và để cha mẹ già có cháu chăm sóc sớm hơn. Qua những lời êm ái của ba mẹ thì em biết được ba mẹ rất thương em. Nhưng khi không có ba mẹ ở bên cạnh thì cảm giác trống vắng trong lòng em lại tuôn trào, không thể ngăn lại được. Mặc dù em đã quen không có ba mẹ bên cạnh, sự thiếu vắng tình cảm thiêng liêng của ba mẹ là một sự mất mát không gì có thể bù đắp được. Làm sao không mũi lòng cho được khi có cha có mẹ mà không được sống chung một nhà. Nhưng rồi suy nghĩ ấy dục biến mất, nhường chỗ cho những lo toan cuộc sống. Ông bà ngoại đã ngoài 70 tuổi nên chuyện cơm nước trong ngoài đều do Duy làm. Con ốc, cộng rau, Duy kiếm được đều đổi lấy hạt gạo nấu cơm cho ông bà. Mặc dù được ông bà thương không kém phần cha mẹ, nhưng đôi khi trong tâm tư lại bật dậy tính trẻ con. Mỗi lần buồn như vậy thì thường là em sẽ ngồi một mình im lặng, hoặc là có thể lấy bài ra học để cho nó quên đi bớt cái cảm xúc mà nhớ nhung đó. Còn có em có về bển thăm cha mẹ thì chỉ có dịp Tết hoặc là nghỉ lễ lớn gì, nghỉ được nhiều ngày thì mới có cơ hội để đi thăm cha mẹ. Nhưng rồi cái tính trẻ con nhất thời cũng bỏ đi vì tình thương cha mẹ dành cho mình quá lớn. Thì mỗi người cũng một hoàn cảnh, khi mà các bạn thì có cha mẹ bên cạnh, còn mình thì không có, thì mình cũng buồn và tủi thân lắm. Nhưng mà do hoàn cảnh gia đình khó khăn thì cha mẹ phải đi làm ăn xa, thì mình cũng biết là cha mẹ rất là thương, nhưng mà mình cũng phải cố gắng học để lo cho tương lai sau này nó sẽ tốt đẹp hơn. Trong bài viết thì Duy nói là Duy ước mơ gia đình mình sớm sẽ được sum họp hơn. Vậy thì Duy sẽ làm gì để mà rút ngắn cái khoảng cách về thời gian để gia đình mình đoàn viên sớm hơn? Dạ thì thứ nhất, đầu tiên mà trong khả năng của em có thể là em sẽ cố gắng hết sức để lo cho việc học, để tương lai của em sẽ tìm được việc làm, để cho gia đình nó đỡ vất vả hơn, rồi em sẽ rước ba mẹ về ở chung. Còn cái chuyện mà nó dễ hơn nữa đó là em sẽ cố gắng phụ giúp với ông bà để làm những công việc trong nhà, giống như là nuôi gà, nuôi cá, để cho hoàn cảnh gia đình nó cũng khá giả hơn, thì lúc đó cha mẹ cũng có thể về ở chung với em. Quyết tâm của con trẻ làm cho ông bà ngoại cảm thấy vui lòng. Vợ chồng anh Út ở xứ xa cũng cảm thấy hạnh phúc vì con mình đã lớn. Nó lễ phép lắm, siêng năng dữ lắm. Thấy cháu học tập tốt, được giấy khen, bằng khen, mừng dữ lắm. Là con cháu trong nhà, mặc dù là con trai, nhưng đã sống với ông bà từ thuở nhỏ, nên ít nhiều gì cũng phải đảm đang vì cơm nước, giặt giũ, nhà cửa. Đến mùa nước nổi thì em đi bắt ốc về nuôi cá, mùa cạn thì bầm chuối phụ ngoại nuôi gà ngoài giờ học. Năm nay em đã là học sinh lớp 12, học sinh cuối cấp với đầy ước mơ, hoài bão. Quên cái buồn, Duy hăng say lao động cùng ông bà ngoại. Bởi vì lao động nhiều sẽ đem lại kinh tế khá giả hơn, rồi Duy sẽ thực hiện được ước mơ trước cha mẹ về ở chung một nhà. Gia đình có ba thế hệ sống hạnh phúc yên vui. Đối với Duy, tình cảm gia đình là quan trọng nhất, tình thương của cha mẹ là thiêng liêng nhất, vì thế phải trân trọng và vun đắp. Hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Hoàn cảnh của Duy hiện giờ mặc dù không được ở gần cha, gần mẹ, nhưng lòng hiếu thảo, tôn kính của em dành cho đấng sinh thành luôn được em gìn giữ. Duy hiểu vì hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống nên mình chưa thể về ở gần cha mẹ. Càng thấm hiểu hoàn cảnh, Duy càng mạnh mẽ, sống có ích, sống có hiếu với ông bà, để ông bà là chỗ dựa vững chắc cho em chạm đến được ước mơ sum họp gia đình.
Thưa quý khán giả, mùa xuân đã gần kề, vậy là Duy sẽ được nghỉ nhiều ngày để về thăm cha mẹ của mình. Và thông qua bài viết này thì chúng ta thấy rằng mặc dầu có buồn cho ngày tháng hiện tại, tuy nhiên Duy tin rằng với sự nỗ lực trong học tập cũng như là trong lao động của mình, Duy sẽ thực hiện thành công ước mơ xây dựng mái ấm, có ông bà, cha mẹ, em gái cùng sinh sống và nương tựa. Và chúng ta hãy cùng chúc cho Duy sẽ thực hiện thành công ước mơ của mình, chúc cho Duy có những ngày tháng hạnh phúc bên gia đình trong mùa xuân này. Cảm ơn nhà tài trợ chi nhánh Viettel Hậu Giang, Tập đoàn Viễn thông Quân đội đã tài trợ phần thưởng cho chương trình. Hẹn gặp lại quý khán giả, các em học sinh của trang viết tâm hồn vào mùng 1 Tết Bính Thân vào lúc 20 giờ 10 phút với chương trình đặc biệt. Nhà tài trợ sẽ gặp gỡ các nhân vật của trang viết tâm hồn, trao thưởng và chúc một mùa xuân an lành hạnh phúc. Thân ái mến chào.